chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh thái nhí tv người ta nói tuổi thơ gì 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 đó còn à, nhí thì nói tuổi thơ như một món quà trao cho người khác thì hết bà tuổi thơ để ngồi mà nhớ lại cái ký ức tuổi thơ từ thở nhỏ thì à, có nhiều ký ức mà chúng ta để nhớ nhưng mà không thể nào quên cái món xôi bắp này nè các bạn à, một mạc đơn giản gói với lá chuối à, cầm với cái à, nang dừa để mình xúc à, mình ăn đây là một món ăn mà bà chị yêu cầu nhí chia sẻ nè nhỉ thấy là ok nhí làm liền luôn còn bạn nào mà tuổi thơ chưa ăn được cái món này thì vào bếp cùng làm với nhí nha còn bây giờ thì nhí xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo cái cách làm sôi bắp đây là thành phần nguyên liệu để mình làm sôi bắp đầu tiên thì nhí có chuẩn bị ba trái bắp nếp thì để, để nấu sôi bắp ngon thì các bạn chọn cái trái bắp già hạt to như vậy thì mình nấu sôi lên rất là ngon Bên cạnh đó thì như có chuẩn bị khoảng nửa trái bắp nếp để mình lấy cái hạt nó có cái màu vàng đó khi mình trộn vào trong mình nấu thì nó sẽ rất là đẹp nha các bạn. Nguyên liệu tiếp theo thì mình có là 70g nếp ngỏng, đậu phộng thì mình có là 100g, đậu phộng này là đậu phộng sống, tí xíu nữa mình sẽ gan. Mè thì mình có khoảng 2 muỗng ăn canh, thì mình sẽ có thêm một ít lá dứa nè và một ít dừa nạo trắng còn cái công thức định lượng chi tiết thì nhí sẽ để ở trên màn hình ở cuối video cho các bạn bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tách cái hạt bắp à, như ví dụ mình có ba trái bắp thì mình tách khoảng hai trái gửi thôi còn nửa trái đó thì các bạn có thể dùng dao mình cắt một nửa hạt ra như vậy khi mình nấu lên nó sẽ có cái độ lền nha sau khi tách cái bắp xong thì mình sẽ đem cái bắp này mình đi rửa lại thật là sạch và để cho ráo nước phần nếp thì mình vo sạch sau đó mình để ra một cái rổ cho ráo nước và lúc này thì mình có chuẩn bị sẵn một lít nước bây giờ thì mình sẽ cho nếp với bắp vào bây giờ thì mình sẽ niêm vào đây là hai muỗng cà phê lớn đường cát trắng 2 phần ba muỗng cà phê nhỏ muối và bây giờ thì mình sẽ quậy đều lên sau đó thì mình sẽ đậy nắp và mình nấu lửa thật là nhỏ còn mấy cái hạt bắp nếp thì gần chín thì mình sẽ cho vào để mình tạo cái màu và cái thời gian mình hầm bắp này rất là lâu khoảng từ 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi như vậy thì nó sẽ rất là ngon nha trong thời gian chờ cái phần bắp hầm thì mình sẽ đi gan mè nè gan đậu phộng nè để mình làm cái muối mè để tí xíu mình ăn chung với lại xôi nha thường thì người ta sẽ ví von những cái món ăn mộc mạc dân dã, giả đơn giản nhất để nhớ về cái ký ức tuổi thơ của mình hoặc là người ta nhớ lại những cái trò chơi nhân gian mỗi lần mình đi đâu đó hoặc là mình lướt trên những cái trang mạng xã hội mà mình thấy những cái món ăn của tuổi thơ tự nhiên cái ký ức nó ùa về nó làm cho mình à, nhớ lại những kỷ niệm xưa cái thời học trò đó các bạn tuổi thơ của các bạn như thế nào thì các bạn nhớ à, chia sẻ bằng cách bình luận cho nhí biết nha thì sau khi mình gan cái phần đậu phộng này xong à, mình bóp vỏ thì mình sẽ cho cái phần đậu phộng này ra một cái cối mình giả nhỏ như thế này bây giờ thì mình sẽ niêm vào đây là ba muỗng cà phê lớn đường cát trắng à một muỗng lưng cà phê nhỏ muối và mình cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê lớn mè rang. Bây giờ thì mình sẽ trộn lên. Thì đây là cái muối để mình ăn chung với xôi. Cái muối này thì nó có cái vị ngọt ngọt mặn mặn nha các bạn. Sau khi mình trộn cái phần muối mè xong thì lúc này cái nồi bắp mình hầm cũng được hơn nửa tiếng rồi. Lúc này mình sẽ mở nắp ra và mình sẽ đảo đều lên. trong thời gian đầu thì cỡ khoảng 5, 7 hoặc 10 phút thì các bạn đảo đều lên một lần nhưng cỡ khoảng 2 tiếng về sau thì các bạn cỡ khoảng 2 đến 3 phút các bạn phải đảo một lần tại khúc cuối thì cái phần xôi này nó sẽ sệt lại rồi thì khi cái phần xôi này mình nấu được cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì lúc này nhí sẽ cho cái phần lá dứa vào mình nấu để cho nó thơm nha và lúc này thì mình cũng sẽ cho mấy cái hạt bắp nếp vào để cho cái phần xôi bắp nó thêm màu sắc đẹp hơn nha các bạn lúc này thì mình hầm được khoảng 3 tiếng rồi nè như thấy nó có cái độ sệt nhất định rồi thì bây giờ mình sẽ quậy đều tay khoảng thêm 10 đến 15 phút nữa sau đó thì mình sẽ chờ cho cái phần sôi bắp này nó nguội mình sẽ múc ra tô nè các bạn đây các bạn nhìn nè nó sệt như thế này nè nha các bạn như vậy thì nó sẽ rất là ngon nha bây giờ thì nhí đã chuẩn bị sẵn một ít dừa nạo trắng nè lá chuối nè và đặc biệt là nhí phải đi đảo một Dòng khắp Sài Gòn nhí mới tìm được một cái cây sống dừa nè Để về mình trẻ mình làm mấy cái muỗng múc sôi nè các bạn Như vậy thì nó sẽ giống với cái ký ức tuổi thơ của mình nha các bạn thì Bây giờ nhí chuẩn bị một miếng lá chuối nè Sau đó thì mình sẽ múc cái phần sôi bắp vào nè Sau đó thì mình sẽ gãi lên đây một ít muối mè nè Một ít dừa nạo trắng nè Cái dừa này các bạn cho nhiều ăn sẽ rất là ngon nha sau đó mình sẽ túm cái phần lá chuối hai bên lại và mình sẽ bẻ ngược xuống phía dưới như vậy thì mình sẽ có một cái gói xôi bắp rất là ngon giống như cái tuổi thơ của mình nè các bạn gói này là 500 đồng rồi nha gói này là gói lớn còn cái gói nhỏ hơn là 200 đồng đây là cái món xôi bắp à, còn các bạn kêu cái cách kêu như thế nào thì các bạn nhớ bình luận cho nhí biết thì tùy vào cái vùng miền nha thì nhí chia sẻ cái video này để tặng cho khán giả cũng như gửi tặng cho tất cả các bạn nếu các bạn yêu thích cái món ăn này thì nhớ cho nhí sinh một like giúp nhí chia sẻ những cái thông tin này cho bạn bè càng xa được xem và bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhớ cho nhí sinh một được đăng ký kênh và bạn nào tuổi thơ chưa ăn cái sôi bắp thì bây giờ nhí xin mời tất cả các bạn cùng ăn nha để thưởng thức cái món ăn dân giả nha bây giờ nhí sẽ dùng một cây sống dừa nè nhí sẽ múc lên có sôi nè có đậu phộng nè có dừa rồi mời tất cả các bạn nha rất là ngon các bạn cái phần xôi bắp thì dẻo và cái phần dừa thì béo nhẹ còn cái phần đường thì ngọt vừa phải như vậy thì nhí nghĩ cái món xôi bắp này rất là tuyệt vời các bạn các bạn có thể áp dụng cái công thức nhí hướng dẫn để trải nghiệm nha đặc biệt là những cái bạn mà tuổi thơ chưa từng ăn thì nhớ phải làm để uh, chia sẻ lại cho nhí biết nha còn bây giờ thì uh, nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo bye bye các bạn